ngủ bao nhiêu mới là đủ? Theo thống kê thì trẻ em từ 1 tới 2 tuổi cần 16 tới 18 tiếng mỗi đêm, từ 3 tới 5 tuổi cần 11 tới 12 tiếng, từ 5 tới 13 tuổi cần ít nhất 10 tiếng, từ 13 tới 19 tuổi cần 9 tới 10 tiếng và người lớn cần 7 tới 8 tiếng. Giấc ngủ rất quan trọng, vì khi ngủ, bộ não sẽ điều khiển thân thể điều hòa những yếu tố cần thiết để bảo tồn sức khỏe. Khi ngủ, hệ thống miễn dịch tiết ra chất cytokines để bảo vệ thân thể chống nhiễm trùng và phòng ngừa bị viêm. Nhưng nếu ngủ không đủ thì chất cytokines sẽ giảm đi và sẽ dễ bị bệnh hơn. Ngủ đủ giấc sẽ giúp lưu hồi ký ức và tập trung tốt hơn. Nếu ngủ không đủ theo hướng dẫn thì dễ dàng bị tăng cân. Vì khi bị thiếu ngủ, bộ não sẽ tiết ra hóa chất báo hiệu đói bụng và sẽ ăn đêm nhiều hơn. Ít người sẽ tập thể dục, vì vậy sẽ bị tăng cân. Giống như ăn uống và tập thể dục điều độ, giấc ngủ cũng là một thói quen cần nên tập dưỡng để duy trì sức khỏe tốt hơn. Việt Nam có câu, ăn được, ngủ được là tiên. Kính chào quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.